Đòi mua cao sâm đây, nhưng mà con cái không đồng ý cho mua, bảo đưa tiền cho để đi mua, xong bây giờ đặt hết cả bát hương đi để cùng làm, kêu là không có lấy gì đó. Quay bát hương kìa. Đây này, đấy. Bố bảo xem. Đi dự hội thảo về đây. Đấy, ma mãnh gì đó. Ma mãnh nó cho ăn bùa, ăn miếc về đây. Đòi mua cao sâm 12 triệu, con cái bảo đưa tiền để đi mua cho chính hãng. Không nghe. Quay xong về đặt hết cả bát hương các thứ đi này. Quay bát hương kìa. Đây. Bát hương đặt hết cả bát hương của nhà đi rồi. Đây. Không biết là phải bùa uống thuốc gì, phải bùa trên đấy thôi. Đi rồi hồi thảo về đây. Rồi đặt bát hương đây. Đây. Mày đi.